Red Couple Win. Dòng này cũng là họ của Cattleya nha mấy anh chị. Hoa thì đổi màu, mới nở thì nó sẽ là cam đậm như thế này nè. Rồi sau vài ngày nở thì nó sẽ chuyển qua vàng. Lạ chưa, lạ chưa? Thấy nó cũng hay hay á. Mà quan trọng á là nó xuyên hoa lắm. Như lá nào lên nó cũng có vòi hoa. Chậu như này trưởng thành rồi, nguyên trồng chậu phi 16, giá thể vỏ thông. Đối với những chậu mà đã thuần như thế này rồi thì giờ chỉ cần treo lên chơi thôi. Chăm bón thì cũng khá đơn giản. Nếu anh chị em nào mình phun á thì mình sử dụng cho nguyên là phân 20 điều nè, phân rong biển, phân cá, nhớ trộn chung với B1 cho cái thân nó mập. Còn anh chị em nào mình dùng phân món gốc thì mình dùng phân chì hoặc là phân dynamite hoặc là phân trùng quế nha. Đó đó, hai màu mà nở chung một chậu nhìn cưng ghê ha. Chậu lùm nó nhiều thân lắm. Chị em mình muốn lấy giống thì về mình tách ra. Chậu đang hoa như thế này thì bên Nguyên ra giá là 150.000, chưa bao gồm phí ship nha mấy anh chị. Anh chị em mua hàng thì inbox cho Nguyên hoặc là qua tường nhà Nguyên, sẽ có đầy đủ thông tin giúp Lào.